tuổi Canh Tuất hợp với hướng nào, làm nhà hướng nào theo phong thủy. Phong thủy bát trạch là một trường phái giúp xác định các phương hướng tốt xấu của mỗi người dựa vào năm sinh âm lịch và giới tính của người đó. Trường phái bát trạch kết hợp các phương vị của ngôi nhà và mệnh của chủ nhà. Hướng nhà ảnh hưởng lớn đến môi trường làm việc và cư trú. Việc lựa chọn hướng nhà phải bao quát điều kiện khí hậu, hoàn cảnh địa lý. Thông thường, hướng nhà tốt là phải đáp ứng được yêu cầu là mùa đông nhận được ánh sáng mặt trời, mùa hè tránh được ánh nắng chiếu trực tiếp mà lại thông thoáng, mát mẻ. Đồng thời, phải cân nhắc đến cảnh quan xung quanh của ngôi nhà, quan cảnh xã hội của ngôi nhà. Cuộc đời mỗi người đều có 3 việc trọng đại: lấy vợ, tậu trâu, làm nhà. Ông cha ta quan niệm an cư thì mới lạc nghiệp, vì vậy, chuyện nhà cửa từ xưa luôn được coi trọng. Làm nhà như thế nào? Hướng đất ra sao? Có hợp gia chủ không luôn là băn khoăn của rất nhiều người. Hãy cùng tìm hiểu việc chọn hướng nhà cho hợp tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Năm sinh dương lịch 1970. Năm sinh âm lịch Canh Tuất. Quẻ mệnh Trấn Mộc. Ngũ hành mệnh Thoa Xuyến Kim, vàng trang sức. Thuộc Đông tứ mệnh, thuộc Đông tứ trạch,